Diện Đàm xin gửi một lời kính chào tới toàn thể quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Tam Nguyên. Và ngày hôm nay Diện Đàm rất vui khi lại tiếp tục mang đến cho quý cô chú, anh chị và các bạn một chủ đề mà Diện Đàm nghĩ rằng nó sẽ rất được nhiều khán giả quan tâm. Đó là vào tháng 7, tháng cô hồn sắp tới thì có hay không nên động thổ hay là nhập trạch. Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, theo quan niệm dân gian xưa thì tháng 7 hay còn gọi là tháng cô hồn chính là khoảng thời gian mà Diêm Vương cho mở cửa quỷ môn quan để tất cả những vong linh có thể quay trở về trần gian để dạo chơi. Chính vì vậy nên là ông bà ta thì rất lo lắng về những vấn đề như là đi chơi đêm hay là những vấn đề liên quan tới động thổ, nhập trạch, mở cửa hàng, khai trương. Chính vì vậy, dựa theo những nỗi lo đó của tất cả quý khách hàng nên là Phong Thủy Tam Nguyên đã tổng hợp lại và ngày hôm nay chúng ta quyết định làm một video để có thể giải đáp những thắc mắc đó cho quý cô chú, anh chị và các bạn. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người, đó chính là chuyên gia Phong Thủy Đức Trung, một gương mặt có thể nói là rất là quan trọng đối với mỗi video của chúng ta. Vâng, xin chào MC Diện Đàm và xin chào đến các quý vị khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay. Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, nếu mà trong quá trình xem video này, quý cô chú, anh chị và các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì hoàn toàn có thể để lại ở phía dưới phần bình luận với cú pháp đó là họ tên kèm theo số điện thoại liên hệ cùng với câu hỏi thắc mắc để đội ngũ chuyên gia tư vấn của thầy Phong Thủy Tam Nguyên có thể hỗ trợ một cách chính xác và nhanh nhất nhé. Và ngay bây giờ thì Diện Đàm sẽ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những câu hỏi đầu tiên của chương trình ạ. Em xin phép được gửi tới anh Trung câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn khán giả. Câu hỏi của bạn đó là: nhà tôi thì hiện tại đang xây dựng cũng như là dự định sẽ cất nóc vào tháng 7 này, tức là tháng 7 âm lịch. Nhưng mà vợ tôi thì đi xem thầy, thầy bói bảo rằng tháng này thì nên kiêng kỵ, không nên cất nóc bởi vì là nếu như làm như vậy thì ma quỷ sẽ chui vào nhà để quậy phá. Cứ để nhà như thế qua tháng 7 âm thì mới cất nóc. Liệu là như thầy bói nói như vậy thì có đúng hay không ạ? Rồi, thưa MC Diện Đàm cũng như thưa các quý cô chú anh chị đang xem video. Như chúng ta biết là trong quãng thời gian này thì ngoài việc chúng ta đau đầu với nạn dịch Covid đúng không, thì lại thêm một cái nỗi lo nữa, mà nỗi lo này nỗi lo vô hình, đó là vào cái tháng 7 là tháng cô hồn sắp tới, đúng không nhỉ? Người ta cứ lo rằng là tháng cô hồn là tháng có nhiều suy xẻo, tháng có nhiều những cái sự bất lợi, là không dám làm việc này, không dám làm việc kia, đúng không? Và nếu thực tế tôi nghĩ rằng là thiết nghĩ nếu như cái yếu tố này nó mang tính khoa học, đúng không, nó giống như dịch Covid ấy, là ai bị nhiễm Covid là bị suy yếu sức khỏe và có thể dẫn đến tử vong. Và nếu như tháng cô hồn mà nó là tháng xấu thật thì có lẽ là chính phủ cũng phải tuyên bố cho bà con biết là sắp sửa tháng cô hồn rồi nhé, đúng không? Lẽ ra phải tuyên bố rằng là sắp sửa tháng cô hồn rồi nhé, đúng không nhỉ? Chúng ta cần phải ở nhà cách ly, không nên làm việc này, không làm việc kia. Nhưng nếu mà nó không có cái tính như vậy thì có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Dường như đây chỉ là một cái trào lưu mà mọi người tự đồn thổi để cho nó trở thành một cái hiện tượng mà thôi, đúng không? Lại phải suy nghĩ lại và tránh để chúng ta quá nhiều lo lắng, bởi vì cuộc sống chúng ta quá nhiều cái nỗi lo rồi. Và chúng ta giải tỏa được tâm lý đối với nỗi lo tháng cô hồn này thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Và thực tế mà nói thì cái việc mà tháng cô hồn, chúng ta cứ gọi là tháng cô hồn thôi, nhưng đúng ra trong đạo Phật thì đây gọi là tháng sáu tụ vong nhân. Tháng sáu tụ vong nhân là cái tháng mà người dương gian, tức là trên dương trần trần thế chúng ta có cái yếu tố đó là đại bối, cũng như là chia sẻ cái thức ăn cũng như chia sẻ cái nguồn lương thực đối với các vong linh mà vẫn còn đang vưởng vất mà chưa được siêu độ. Bởi vì là có cái yếu tố là các cái vong linh hay là những cái người mà chưa được siêu thoát vì bất cứ lý do gì mà vẫn còn phải luẩn quẩn ở trên dương gian, thì không có người thờ tự, không có người thờ cúng, thì cái việc mà họ bị đói, họ bị thiếu cái thiếu nơi mà ở nơi quay về, và cái việc mà đến tháng cô hồn này hay gọi là tháng sáu tụ vong nhân, đi cùng với nữa là sẽ có một cái lễ rất lễ là sẽ có một cái lễ rất là nhân văn, đó lễ Vu Lan báo hiếu. Thì hai cái tích này là hai cái tích hoàn toàn khác nhau, nhưng nó cùng chung xuất phát từ đạo Phật để mang cái yếu tố là con người mà sống hòa hợp giữa cả yếu tố về tâm linh nữa, âm dương và tâm linh. Bởi vì trong cái nếu chúng ta nghiên cứu sâu về cái bánh xe cuộc đời là nó sẽ có một cái bánh xe quan trọng, đó là bánh xe liên quan đến tâm linh và tinh thần chúng ta, là không thể bỏ qua được, cần phải có yếu tố đó. Và cái việc người trên trần thế chúng ta nhớ đến những cái yếu tố về âm thế để chúng ta có một cái đức tin, và chúng ta có một cái cách sống làm sao cho nó hài hòa hơn, không có cao thượng, không có nghĩa là không có trịnh thượng quá, mà bỏ qua đi những cái nét đời thường cũng như những cái nét văn hóa truyền thống của ông cha ta. Do đó cái tháng này gọi là tháng sáu tụ vong nhân là cái lẽ hoàn toàn là rất là hợp lý và rất là đúng đắn, và mang những ý nghĩa rất là tốt đẹp trong đạo Phật, để mà người dương gian có cái việc thôi nhớ lại cái cũng như là chia sẻ những cái thức ăn thức uống đối với những cái vong linh mà hồn khuất mà còn chưa vất vưởng, mà chưa có nơi quay về. Tuy nhiên một điều người ta lo ngại rằng là vong thì cũng có những cái vong hiền, có những cái vong dữ, vong tốt vong xấu á, thì nếu như vong tốt thì sẽ rất là ngoan đến ăn và sau đó thì là gia độ cho gia chủ và sau đó thì đi ra. Còn nếu có những vong xấu thì người ta quấy quả,
kết quả cái việc đấy thì có thể khiến cho cái việc buôn bán không được thuận may, hay làm việc này việc kia thì nó không có được tốt. Và thường là người ta suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn là suy nghĩ tích cực. Khi mà chúng ta lo lắng quá lại thành ra một cái thái áp quá. Lực vô hình. Đúng rồi, người ta lo lắng quá thì thành ra nó có sự thái quá như vậy. Và khiến cho việc người ta không dám làm bất cứ điều gì hết vì rằng là tháng cô hồn thế thôi. Nhưng thực tế mà nói thì quay lại với câu chuyện liên quan đến dựng cửa làm nhà hoặc là động thổ, đúng không? Giống như video trước mà chuyên gia phong thủy Tam Nguyên đã nhắc đến việc tháng cô hồn thì có cưới hỏi được hay không, đúng không? Thì cái việc mà vào tháng cô hồn hay tháng 7 hay tháng 6 tuổi vong nhân này thì cái việc liên quan đến nhà cửa trạch cát như là động thổ rồi cất nóc rồi nhập trạch chúng ta có làm được hay không, thì thực tế mà nói trong cái liên quan đến trạch cát này thì nó không có cái sách nào, không có cái sách chính thư nào viết về việc là kiêng kỵ trong tháng cô hồn cả. Bởi vì cái việc liên quan đến làm nhà dựng cửa trạch cát này thì loại căn cứ trên yếu tố nào? Nó căn cứ trên yếu tố đó là tọa và hướng của ngôi nhà để đánh giá yếu tố là vận khí trong cái tháng 7 này ra làm sao. Mà tháng 7 này thì xét theo nạp giáp nó là tháng gì? Tháng giáp thân. Chứ không phải là trên lịch ghi là tháng cô hồn. Trên ngay cả lịch vạn niên hay lịch giấy hay lịch biểu hay lông lịch hay là pháp lịch, không có lịch nào ghi là tháng cô hồn cả. Giấy nào in ấn không ạ? Không có cái giấy nào gọi là ghi là tháng cô hồn nữa, hay cả những cái sách chính thư viết về cái việc là xem ngày trạch cát hay xem những ngày đại sự, cũng không có cái sách nào tôi thấy ghi là sách tháng 7 là cái tháng cô hồn cả. Mà đây là cái tháng gọi tháng sau tội vong nhân, nó là cái lẽ tốt trong đạo Phật mà dân gian cần phải lấy cái đấy là cái niềm vui, là đấy cái đấy là cái nơi mà khuây khỏa và phóng sinh đi, cho đi để mà tâm hồn mình được thoải mái hơn, đúng không? Mình cảm thấy là những cái ngày trước mình làm quá nhiều những cái việc mà nó không có hợp lý với lại cái lương tính của mình, thì cái tháng này là cái tháng mà mình được xả đi, mình cho người nghèo, rồi là mình phóng sinh hay là mình làm những công việc từ thiện, đấy là việc hoàn toàn tốt. Chúng ta nghĩ đến những giá trị tốt để cuộc sống chúng ta thoải mái hơn, đúng không? Và điều còn lại đó là tập trung cho sức khỏe chúng ta để khỏe khoắn và chống lại dịch Covid này. Thay vì lo lắng thì chúng ta làm nhiều những cái việc có ích hơn. Vậy thì quay lại với câu chuyện liên quan đến động thổ làm nhà. Thì động thổ làm nhà nó là căn cứ trên tọa hướng để đánh giá yếu tố cát hung của trạch đất. Và cái việc tháng 7 là cái tháng giáp thân thì chúng ta phải tính toán là trong cái tháng giáp thân này thì vận khí tháng 7 tháng giáp thân nó có được tốt cho cái việc làm nhà dựng cửa hay không. Và nếu như trong cái tiến độ thi công công trình thực tế mà chúng ta đã động thổ vào cái việc đầu năm giữa năm rồi, và đến bây giờ là cái tiến độ chúng ta cần phải đổ mái, cần phải nhập trạch, thì chúng ta căn cứ trên cái tọa hướng của ngôi nhà, căn cứ vào ngày tháng năm sinh các thành viên trong nhà để chúng ta phối với cái việc tháng giáp thân này nó có được vượng hay không để chúng ta nhập trạch hoặc chúng ta đổ mái và chúng ta làm các bước tiếp theo. Nếu như nó vượng chúng ta triển khai bình thường, còn nếu mà nó không vượng thì chúng ta để qua cái thời điểm tháng thân mà sang cái tháng tiếp theo, đúng không ạ? Tí sửu dần mão thân, tí sửu dần mão thìn thì ngọ mùi, và thân dậu sang tháng tiếp theo sẽ là tháng dậu, đúng không? Để chúng ta làm thì nó sẽ vượng hơn, thế thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên một điều đó là chúng ta phải lưu tâm thêm, đó là nếu ví dụ chẳng hạn những ngôi nhà mà tọa đông hướng tây, những ngôi nhà mà tọa đông hướng tây đang trong cái thời điểm thi công, mà nếu như trong cái thời điểm này là thời điểm chúng ta nhập trạch được rồi thì chúng ta không nhập trạch trong tháng thân này được. Bởi vì tháng này gọi là tháng sát long. Tháng này gọi là tháng sát long. Và nếu như gia chủ là cái tuổi gia chủ là tuổi dần chẳng hạn. Đấy, mà dần thì xung với thân, do đó rằng là cái tháng này gọi là tháng xung với gia chủ, thì gia chủ không nên nhập trạch hay không nên khởi sự động thổ hay là không nên làm những công việc liên quan đến trạch cát vào cái tháng này, bởi vì tháng xung gia chủ thì chúng ta nên tránh được đấy. Nếu mà có xung thì chỉ là xung về cái yếu tố của gia chủ này, những cái người trong gia đình thôi, đúng không ạ? Xung với yếu tố gia chủ và xung với trạch cát ngôi nhà, chứ không có phải là xung về tháng cô hồn. Như vậy là về cơ bản thì tháng 7 âm lịch không phải lúc nào cũng gắn với những cái điểm xấu, và chúng ta nên đặt lại cái quan điểm cho mình rằng là tháng 7 thì hoàn toàn có thể xảy ra những cái hiện tượng như là động thổ hay là cái công việc quan trọng như là nhập trạch, đúng không ạ? Chính xác, chúng ta vẫn làm bình thường được nếu như nó vượng. Và đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên đến cho chương trình. Và hy vọng rằng những bạn khán giả đang theo dõi video này, nếu như mà các bạn vẫn đang có quan niệm rằng tháng 7 là tháng xui xẻo, thì chúng ta hãy có thể có cho mình một cái suy nghĩ mới mẻ hơn và tích cực hơn, giống như lời anh Đức Trung vừa mới gửi tới tất cả các bạn nhé. Và câu hỏi thứ hai đến với cho chương trình ạ. Nếu như câu hỏi đầu tiên thì liên quan tới vấn đề đó là cất nóc nhà, thì câu hỏi thứ hai thì cũng là cái vấn đề là xây nhà trong tháng 7 như thế này, nhưng mà đối tượng thì là nhà chung cư ạ. Em xin phép được gửi tới anh câu hỏi thứ hai đến từ một bạn sinh năm một chị sinh năm 1989, chồng của chị thì sinh năm 1987 ạ. Con gái lớn trong gia đình thì sinh vào năm 2014. Và hai vợ chồng của anh chị này thì vừa mới mua một căn chung cư vào tháng trước và dự định sẽ nhập trạch luôn trong tháng này. Tuy nhiên thì có việc nên phải hoãn lại tới tận bây giờ. Tức là mua vào tháng trước, đáng lẽ là vào tháng trước nhưng mà phải hoãn lại tới tận tháng 7 bây giờ. Dạ vâng. Vậy thì có nên nhập trạch được không? Bởi vì bố mẹ hai bên thì khuyên ngăn bảo là tháng cô hồn thì không nên nhập trạch. Vẫn là câu chuyện liên quan đến nhà cửa đất đai, liên quan đến cái tháng cô hồn này, đúng không?
Gia đình bạn đã mua được rồi đúng không nhỉ? Có thể là mua trong cái việc là mua và hoàn thiện nội thất xong hết rồi, bây giờ vào ở ha. Vâng, bây giờ là vào ở chứ không có câu chuyện nhập trạch lấy ngày nhé. Chúng ta bỏ qua câu chuyện nhập trạch lấy ngày đi nhé. Ở đây là đã hoàn thiện nội thất xong hết rồi và bây giờ chúng ta vào ở trong cái tháng cô hồn này thì có nên hay không đúng không? Thì căn cứ vào cái yếu tố thông tin gì, căn cứ vẫn phải căn cứ trên yếu tố đó là tọa và hướng của ngôi nhà đó ra làm sao, của căn chung cư ấy. Để chúng ta xét trong cái tháng thân này thì có nên nhập trạch hay không, và năm sinh của các thành viên như thế nào, có nên nhập trạch trong tháng thân này không. Thì về cơ bản ở đây thì cũng không có đồng chí nào là tuổi dần cả đúng không, trong gia đình này. Tuy nhiên là cái căn hộ chung cư này thì cũng chưa thấy có thông tin về hướng, do đó cũng không biết rằng là tọa hướng của ngôi nhà nó có được vượng hay không để mà nhập trạch trong cái tháng giáp thân này thôi. Còn nếu như mà trong cái tháng giáp thân mà cái ngôi nhà đấy hoàn toàn phù hợp để mà tiến hành nhập trạch thì tiến hành nhập trạch như bình thường, thậm chí là một cái điều rất là tốt. Tại vì rằng là chúng ta nhập trạch trong cái tháng thân này thì đây là một trong những cái sự kiện mà chúng ta tiến hành là an vị cái bát hương, cũng như rằng là làm cái lễ liên quan đến ra mắt lễ của thần linh gia tiên. Và với cái lễ đấy thì chúng ta hoàn toàn kết hợp làm thêm cái lễ phóng sinh, thì vừa cái việc chúng ta có thêm một cái cơ ngơi mới, một cái ngôi nhà mới, mà chúng ta lại cho đi được những cái điều tốt đẹp đối với phóng sinh, đối với cộng đồng, thì đấy là một trong những cái điều làm rất là tốt mà. Tuy nhiên một điều rằng là trong cái thời điểm này thì cũng rất nhiều những cái điều mà lo lắng xảy đến. Đấy, mà nếu như cái việc mà bởi vì chúng ta vừa làm cái lễ cúng rằm, là lễ tháng Vu Lan báo hiếu này, rồi là lễ cúng cô hồn này, mà làm thêm cái lễ nhập trạch nữa thì biết đâu nó nặng nề quá, mà nó nhiều quá, nhiều cái việc, nhiều sự kiện dồn dập quá, khiến gia chủ mà không có chuẩn bị kịp ấy, mà thì làm mọi thứ nó cập dập thì nó lại không nên. Thì cũng có thể nếu như không quá vội thì có thể là lui qua cái việc rằm. Qua việc rằm thì nó cũng sang cái tiết khí mới. Nó sang cái tiết khí mới thì mọi thứ nó được khởi sự nó mới hơn, thì gia chủ tiến hành nhập trạch thì cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà chúng ta sang tiết khí mới thì cũng cần lưu tâm, đó tháng đấy là tháng Dậu chẳng hạn, thì lại phải căn cứ xét tiếp. Do đó là vẫn cần phải xét dựa trên cái nhu cầu thực tế của nhà cô chú anh chị đấy như thế nào. Nếu như vẫn mong muốn nhập trạch, bắt buộc nhập trạch vào trong tháng 7 thì vẫn có thể xem ngày đại cát để mà triển khai được như bình thường. Anh Trung thân mến, vừa rồi là hai câu hỏi đầu tiên đến từ phía các bạn khán giả gửi về cho chương trình ạ. Và tiếp theo thì em xin được gửi tới anh một câu hỏi nữa. Đến từ một bạn khán giả, bạn chào anh Trung. Bạn có hỏi đó là nhà thì có hướng Tây Bắc 330 độ. Và bạn thiết kế xây dựng đó là để cho tầng 1 của căn nhà thì để làm kinh doanh ạ. Chính vì vậy nên là bạn mong muốn là khai trương ở trong tháng 7 này. Và hỏi anh là liệu có thể nhập trạch ở trong tháng cô hồn này hay không? Bởi vì là có rất nhiều người thân trong gia đình thì khuyên ngăn là tháng cô hồn thì nên tránh cái việc này. Và bạn có gửi về một số những cái thông tin, đó là bạn thì sinh năm 1980, vợ thì sinh năm 1985, con trai lớn thì sinh 2010, con trai thứ thì sinh năm 2016 và cuối cùng là con gái út sinh năm 2019 ạ. Xin kính chào đến hai bạn đã đặt câu hỏi đến với chương trình. Cái việc mà trong tháng 7 là cái tháng cô hồn mà chúng ta vẫn lo lắng đúng không nhỉ? Như Đức Trung cũng đã chia sẻ trong những cái phần trước, đó là chúng ta không có cần quá lo lắng trong cái tháng 7 này đúng không? Bởi vì chúng ta lại cần phải, tốt nhất là chúng ta hãy gạt qua cái từ tháng cô hồn ở trong đầu đi, mà chúng ta hãy nhắc một cái khái niệm nó nhân văn hơn, đó là tháng xá tội vong nhân đúng không nhỉ? Xá tội vong nhân đó là cái tháng mà chúng ta gạt bỏ đi những cái tội lỗi cũ, mà chúng ta mang cái yếu tố đó là tịnh bỏ lành, cắt lành, tịnh bỏ đi những cái mà điều xấu mà mang đến những cái điều tốt. Do đó cái tháng này mà chúng ta mang yếu tố là phóng sinh và cho đi, để mà đối với những người mà dương thế có cái sự nhẹ nhàng hơn trong cái tâm khảm. Chúng ta là cái tháng xá tội vong nhân, thay vì lo lắng nó là tháng cô hồn. Nhưng chẳng qua là vong thì nó có vong tốt và vong xấu, nhưng người ta lại cứ gài gắm là những cái vong xấu gọi là tháng cô hồn mà thôi. Đúng không? Thế cho nên rằng là trong cái việc mà triển khai nhập trạch hay khai trương trong cái tháng này á, thì mọi người thì cũng không cần phải quá lo lắng trong cái việc là có triển khai được hay không. Bởi vì như Đức Trung nói là căn cứ hoàn toàn vào cái việc tọa và hướng của ngôi nhà, và căn cứ vào năm sinh các thành viên để quyết định rằng là có nên nhập trạch trong cái tháng 7 là cái tháng xá tội vong nhân này hay không mà thôi. Tháng 7 là cái tháng giáp thân đúng không? Và nếu như ngôi nhà của anh chị là cái ngôi nhà là hướng Tây Bắc 330 độ đúng không nhỉ? Với các thành viên như vậy, nếu theo cái tiến độ thực tế của cái việc nhận nhà mà về ở mà chúng ta cần phải triển khai trong tháng 7 này, thì đội ngũ Phong Thủy Tam Nguyên hoàn toàn là lựa chọn một cái ngày giờ tốt để chúng ta tiến hành thực hiện được như bình thường. Đấy là cái việc liên quan đến nhập trạch, không có điều gì quá lo ngại cả. Nhưng một điều, nếu như cái việc mà trong tháng 7 chúng ta vừa phải làm lễ này, vừa làm lễ là cúng tháng 7 là tháng xá tội vong nhân này, và cái thứ hai là tháng là cái tháng nhập, tháng Vu Lan báo hiếu này, mà xong lại còn làm thêm cái lễ nhập trạch nữa, thì nó có nhiều cái sự kiện nó dồn dập, nó vất vả. Và nếu như không quá vội thì chúng ta có thể đợi sau cái tháng gọi là tháng sau cái ngày mồng rằm đi, để chúng ta triển khai thì nó sẽ yên tâm hơn, và nó sang một cái tiết khí mới thì cũng sẽ là một trong những cái phương án gợi ý. Tiếp nữa là nếu như anh chị mà nhập trạch mà lại mong muốn là triển khai là khai trương cái mặt bằng kinh doanh ở trong cái tháng này, thì nói thật với anh chị rằng là
chúng ta có thể xem video này và chúng ta gợi mở thêm cái tư duy và chúng ta thay bỏ những tư duy cũ, nhưng đại bộ phận là chúng ta vẫn bị mắc phải tư duy đó thắng cô hồn. Vì nó quá lâu rồi ạ. Nó quá lâu rồi, cái nét văn hóa nó quá lâu rồi, và phải mất thời gian rất lâu nữa thì chúng ta mới có thể thay đổi dần đi cái suy nghĩ về thắng cô hồn. Bởi vậy rằng là nếu như chúng ta khai trương trong cái thời điểm này thì vô tình rằng xét theo yếu tố về thị trường thì nó có khi không được thuận lợi cho lắm. Tại vì tháng này người ta tiết kiệm hầu bao, người ta cũng không có muốn mua bán, người ta không muốn là triển khai bất cứ việc gì cả. Ngoài ra cái việc mà đại dịch Covid như thế này thì cũng khiến cho việc hạn chế tiếp xúc ha. Hạn chế tiếp xúc. Do đó là chúng ta cũng nên là có thể là nghiên cứu sâu hơn về yếu tố về thị trường ở kinh doanh ở đó, xem nó có được hợp lý về cái gọi là cái dung sai thị trường hay không, cái hành vi nhu cầu của khách hàng nó có được thuận lợi cho cái việc mà chúng ta triển khai khai trương cái mặt bằng kinh doanh chúng ta hay không, cái sản phẩm này nó có thực sự thiết yếu trong cái quãng thời gian này hay không. Đấy, thì chúng ta mới quyết định là có nên triển khai khai trương hay không. Còn nếu như vẫn khai trương, vẫn muốn khai trương thì vẫn có cái phương án ngày giờ tốt để thực hiện như bình thường. Chứ nhưng không mà phải lo. Mình phải tham khảo từ những cái đội ngũ chuyên gia đúng không ạ? Chính xác, vẫn cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia. Còn xét về yếu tố về thị trường thì không có phải lo gì liên quan đến tháng cô hồn hay cả. Bởi vì em thấy là cái vấn đề khai trương nhập trạch thì nó cũng là một cái gọi là những cái việc trọng đại rất là quan trọng. Còn đâu rằng là nếu như chúng ta mà lo lắng cái yếu tố là vong xấu thì sẽ có cái phương án liên quan đến việc chúng ta an vị cái bát hương, và trong bát hương nó có cái bộ cốt thất bảo rồi. Và trong bộ cốt thất bảo thì có những cái thành phần kỵ tà rất là tốt, ví dụ như là san hô đỏ này, ví dụ như là hổ phách này, là những cái thành phần mà kỵ tà rất là cao. Thì cái việc kỵ tà như thế mà chúng ta nạp được trong cái bát hương nhà chúng ta thì đã mang cái yếu tố là hóa giải những cái âm ma quỷ xấu rồi là tà ma ngã quỷ. Đó là một số những cái phương pháp giải pháp để hóa giải đúng không ạ? Chính xác, nó là cái việc rất quan trọng cho cái việc ngày nhập trạch hay ngày khai trương, là chúng ta phải an vị được cái ban thờ thần linh hoặc gia tiên hoặc ban thờ thần tài đối với việc ngày khai trương ha. Thì cái ban thờ đấy chúng ta phải an vị được bát hương, và bát hương bên trong thì phải có cốt, mà thành phần cốt bên trong là có thành phần kỵ tà rồi. Thì cái việc mà bộ cốt bát hương có thành phần kỵ tà và cái bát hương thì chúng ta có lực, có linh lực của gia tiên thần linh bản thổ ở đấy là phù trợ rồi, thì tà ma ngã quỷ thì vốn dĩ cũng không có dám xâm nhập vào luôn, thì cũng không có điều chẳng gì phải điều lo, gì ngại phải lo lắng hết. Chính xác, không có điều gì phải lo lắng cả. Đây cũng là một thông tin rất là quý giá đối với Diện Đào cũng như là tất cả các bạn khán giả đấy ạ. Và không chỉ riêng bạn, đây là hai anh chị gửi về cho chương trình thôi đâu, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp cho anh chị có thể giải tỏa bớt những cái lo lắng của mình đối với cái vấn đề là có hay không nên nhập trạch động thổ vào trong tháng 7 âm lịch này đúng không nào. Và cũng anh Trung thân mến, có lẽ là bây giờ tiết trời của mình là mùa thu. Và năm nay thì có phải nói là một năm vô cùng đặc biệt. Bởi vì là có nhiều những cái hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như là mưa gió này, động đất này. Và đặc biệt nhất đó là dịch bệnh Covid-19 thì diễn ra phức tạp như hiện nay. Nên là có lẽ vô hình chung tất cả những cái áp lực đó nó tạo nên một cái rất là căng thẳng trong tâm lý của người Việt Nam ta đúng không ạ? Cái sự căng thẳng đó. Vâng ạ, vì là rất là u ám mà. Vậy thì qua đây thì anh Trung có lời nhắn nhủ nào gửi tới tất cả các quý cô, chú, anh chị và các bạn nói chung, cũng như là về vấn đề nhập trạch hay là động thổ nói riêng không ạ? Cái này mà điều mà chúng ta cần phải quan tâm thực tế đó là chúng ta cần phải căn cứ trên những cái dữ kiện mà nó có cơ sở khoa học thì nó sẽ yên tâm và nó minh bạch hơn. Còn những cái mà chúng ta có cái sự quan niệm lâu dài từ xưa thì về cơ bản rằng là nó mang yếu tố tinh thần rất là nhiều, nhưng cái tinh thần mà chúng ta biết lựa chọn để mà đón nhận những cái yếu tố tinh thần tốt và tích cực thì nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên là thanh tịnh hơn trong tâm khảm, và chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đấy, như Đức Trung nói, thay vì chúng ta gọi là tháng cô hồn đi thì chúng ta gọi đây là tháng sáu tội vong nhân. Và cái tháng mà chúng ta thực hiện lễ Vu Lan Báo Hiếu thì nó sẽ là thoải mái hơn, ý nghĩa hơn, và chúng ta làm mọi sự nó sẽ mang yếu tố xuất phát từ tâm đi. Phóng sinh đi, cho thả một con cá xuống dưới sông, xuống dưới suối để nó được sống, thả một chú chim bồ câu để bay về với bầu trời, hoặc là thả những sinh linh nhỏ bé để cho nó được hòa với thiên nhiên, là chúng ta đã thấy là chúng ta cho đi những cái điều tốt đẹp đối với vũ trụ rồi. Và nếu như chúng ta hiểu về cái luật hấp dẫn là chúng ta lan tỏa những điều giá trị, những điều may mắn tự nhiên nó cũng sẽ đến với chúng ta. Thì có khi đấy là cái điều mà nên làm, chứ không phải cứ lo thắng cô hồn mà hãi, đúng nhỉ? Người ta gọi là trao đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương đấy, chính không xác rồi, nghĩa chúng ta hiểu như thế. Quý khán giả thân mến, và những lời chia sẻ vừa rồi đến từ phía anh Đức Trung cũng chính là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn nhắn gửi tới tất cả quý khán giả đang theo dõi video này. Và nếu như mà quý khán giả có bất cứ những mong muốn, những thắc mắc nào muốn được Phong Thủy Tam Nguyên tư vấn kỹ hơn thì hãy nhanh tay để ở phía dưới phần bình luận với cú pháp đó là họ tên kèm theo số điện thoại liên hệ và câu hỏi thắc mắc, để đội ngũ trợ lý có thể tổng hợp một cách nhanh nhất, chính xác nhất, và chúng tôi sẽ cố gắng để làm ra nhiều những cái nội dung hữu ích hơn gửi tới tất cả quý vị khán giả nhé. Còn bây giờ, anh Đức Trung cũng như là Diện Đàm xin được gửi tới tất cả các bạn một lời cảm ơn, lời chào cũng như là hẹn gặp lại trong những video lần tới. Xin cảm ơn cũng như là chúc các quý vị sẽ có những cái
tháng mà chúng ta sẽ có nhiều cái thành quả hơn trong những cái thời gian tới, cũng như là hãy suy nghĩ tích cực lên, đúng không ạ? Tâm tưởng thì sự thành. Xin chúc các anh chị như vậy. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào.